màng trầu trị huyết áp cao. Đông y cho rằng cây cỏ màng trầu có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp. Cỏ màng trầu hay màng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tam thảo, chỉ cỏ tía, cỏ giáng, cỏ bắc, cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu. Đông y cho rằng cây có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ thấp, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Phối hợp với nhân trần làm nước giải khát mùa hè. Có công dụng trị cao huyết áp, lo phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu tiện vàng và ít mọt. Còn dùng cho phụ nữ có thai, hỏa nhiệt, táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực, sốt nóng. Cũng dùng uống trị mụn nhọt, có chứng nhiệt độc, trẻ em tư lưỡi. Hiện nay, cỏ màng trầu còn được xếp vào nhóm những cây thuốc quý có tác dụng chữa ung thư đang được nghiên cứu. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cỏ màng trầu. Bệnh nhân cao huyết áp, nhổ toàn cây, cả rễ rửa sạch, thái nhỏ, cần 500g, giã nát, thêm một chén nước đun sôi để nguội, vắt lấy nước cốt, lọc lấy nước, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống, chia 2 lần uống vào sáng và tối trước khi đi ngủ. Bệnh nhân lao phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu ít, nước tiểu vàng, lấy cỏ màng trầu 40g, sắc 200ml uống một lần trong ngày. Phụ nữ có thai, người nóng dẫn đến táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực. Ngày sắc 12-16g khô trong 300ml nước uống 2-3 lần. Trẻ con mụn nhọt, sốt cao, sốt xuất huyết, rôm sảy, ban đỏ, tư lưỡi. Lấy cỏ màng trầu tươi 120g rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước uống. Cỏ khô 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml chia uống 2 lần. Nóng trong người, tiểu gắt và vàng, da mẩn đỏ, cỏ màng trầu 40g sắc uống 1 lần trong ngày. Có thể thêm 20g rễ cỏ tranh sắc chung uống trong ngày. Trẻ đái dầm, lấy 20g cỏ màng trầu, mùi tàu 20g, rau ngổ 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ, sắc uống sau bữa ăn chiều. Ngoài ra, cỏ màng trầu với mồ kết đun lấy nước để gội đầu, dùng trị tóc bạc sớm. Đề phòng viêm màng não truyền nhiễm, cỏ màng trầu 30g, sắc uống trong ngày, uống liền 3 ngày, nghỉ 10 ngày, sau đó lại uống tiếp 3 ngày nữa. Chữa sốt cao, co giật, hôn mê. Cỏ màng trầu 120g, sắc với 600ml nước, còn 400ml, thêm ít muối, cho uống nhiều lần trong 12 giờ. Màng trầu cũng một vị thuốc trong tòa thuốc căn bản. Cỏ tranh 8g, rau má 8g, cỏ mược 8g, cam thảo đất 8g, cá đầu ngựa 8g, màng trầu 8g, gừng tươi 2g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g. Tác dụng của màng trầu trong đơn là giải độc, an thai, thanh nhiệt. Chữa viêm da, vàng da. Cỏ màng trầu tươi 60g, rễ cây tổ kén được, một loài cây gió 30g sắc uống. Chữa phong nhiệt, ghẻ lửa, mẩn ngứa. Lấy cỏ màng trầu tươi, rửa sạch giã nát, vắt lấy nước cốt uống ngày 2-3 lần. Chữa cảm, sốt nóng, người mẩn đỏ, tiểu tiện vàng ít. Màng trầu 16g, cỏ tranh 16g, sắc uống trong ngày. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, nổi mụn trong miệng do ăn uống nhiều đồ cay nóng nên cần thanh nhiệt giải độc lợi tiểu tiện. Dùng cỏ màng trầu, cây muốn trâu, rễ cỏ tranh, rau sam, rau má, rau ngót, rau dền trắng, cỏ mược, cây ké, cây đậu xăng, cam thảo nam, mỗi thứ một nắm, bí đô 2 khoanh mỏng, củ sả 10 lát mỏng, gừng tươi 3 lát, vỏ quýt 1 cái. Sắc với nước, ngập một lóng ngón tay, còn một bát để uống hết. Sắc lần 2, lần 3 để uống trong ngày. Theo lương y Vương Đăng, nếu phụ nữ bị băng huyết dùng cỏ màng trầu,
cây mù trâu, thái nhỏ, cam thảo nam, rễ chanh, cỏ mực, rau má, cây ké, mỗi thứ một nắm, ngải cứu 10 lá, củ xả 10 lá, gừng sống 10 lá, vỏ quýt một vỏ. Vỏ quýt một vỏ, đổ ngập nước sắc còn 2 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô gái đường chuối lấy nước uống trước khi đi ngủ. Kết quả cô nhận được khiến mọi người phải sốc. Mình là nữ 27 tuổi, hôm nay Bông Trang viết bài chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh mất ngủ 4 năm của mình. Hy vọng có thể giúp ích nhiều cho mọi người, nhất là các bệnh nhân bị mất ngủ như mình. Ngày xưa mình học đại học, mình bị rối loạn giấc ngủ, ngủ nhiều lắm, lúc nào cũng buồn ngủ cả. Vào lớp hay về nhà, mắt cứ nhíu lại, chỉ ước được đi ngủ, mà ngủ rồi là mơ lung tung, ngủ dậy lúc nào cũng nhức đầu. Người cứ lờ đờ, nhưng không ngủ thì không chịu nổi. Rồi tình cờ đọc bài báo về vấn đề rối loạn giấc ngủ, thấy giống mình quá, nên đi khám. Lúc đó là đầu năm 2012, khám rồi uống thuốc xét nghiệm tùm lum, đi một khối tiền. Kết quả sau bao lần khám đi khám lại là có thuốc sẽ ngủ được, không thuốc khỏi ngủ luôn, thức tới sáng luôn. Thế là bắt đầu quá trình bị mất ngủ từ đây. Mình sợ quá nên ngừng khám với uống bên đó. Tất nhiên vài bữa sau không có thuốc thì đêm nào cũng thức tới sáng. Người ta khó ngủ còn đỡ, mình là mất ngủ 100% luôn. Người cứ như chết rồi ý. Rồi mua mimosa, rutidin, gừng, mật ong, chè sen, tăm sen. Ai chỉ gì hay đọc thấy gì uống hết. Rồi đi tập yoga nữa. Nhưng mỗi tối chắc ngủ được khoảng 2-3 tiếng. Thời gian đó cứ như ác mộng các bác ạ. May là vừa tốt nghiệp đại học nên đỡ, nếu không chắc tiêu quá. Mẹ mình đọc được bài viết chữa mất ngủ bằng chuối xanh, mẹ mình làm cho mình uống ngay, không ngờ khỏi luôn các chị ạ. Việc thực hiện chỉ mất 10 phút và bạn sẽ chấm dứt tình trạng mất ngủ ngay sau đêm đầu tiên thực hiện. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị một quả chuối xanh, một ly nước chừng 250ml, một thanh quế, tùy thích có thể có hoặc không. Bạn có thể mua thanh quế ở các nhà thuốc đông y. Thực hiện. Việc mà bạn cần phải thực hiện chỉ là cắt hai đầu quả chuối, rồi đặt chúng vào một cái nồi, đổ nước vào nồi và đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó, bạn có thể cho quế vào ngâm chừng 10 phút nữa, nếu bạn muốn và thích mùi vị của quế. Sau cùng, chắc lọc lấy phần nước và uống trước khi đi ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ. Cốc trà chuối xanh này sẽ có tác dụng làm dịu những điều bất thường trong não và cơ bắp của bạn, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Kết thúc căn bệnh mất ngủ thật đơn giản đúng không nào? Hãy thực hiện ngay hôm nay để thức dậy vào sáng mai với cơ thể tràn đầy năng lượng. Chúc bạn thành công! Chuối là loại quả đặc biệt. Nó rất giàu kali và magie. Magie giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn giấc ngủ. Magie và kali kết hợp giúp thư giãn cơ bắp tốt hơn. Trong thực tế, magie là một trong những khoáng chất tốt nhất để thư giãn toàn bộ cơ thể. Bạn hãy chọn một quả chuối xanh hữu cơ, sạch và thực hiện đun chuối lấy nước uống. Mất ngủ sẽ gây ra hàng loạt căn bệnh nguy hiểm này nè. Bệnh tim mạch. Mất ngủ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh về tim mạch. Bởi khi đó, hệ thần kinh giao cảm hoạt động nhiều hơn, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tạo áp lực thêm cho trái tim. Hơn nữa, khi ngủ ít, cơ thể cần nhiều insulin hơn để duy trì mức độ đường huyết bình thường. Do đó, có tác động xấu tới mạch máu và tim. Ung thư. Một nghiên cứu vào năm 2010 đã chứng minh rằng thiếu ngủ làm tăng nguy cơ vú có thể tấn công nếu bạn ngủ chưa đầy 6 giờ trên một ngày. Vì vậy, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ thì hãy tìm cách cải thiện tình hình để giảm nguy cơ mắc các dạng.
tiểu đường. Một nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa mất ngủ và kháng insulin, một yếu tố nguy cơ gây tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người tham gia ngủ ít có nguy cơ kháng insulin cao hơn và dẫn tới tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường. Loãng xương. Về lâu dài, mất ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương. Theo một nghiên cứu năm 2012, mật độ khoáng trong xương sẽ giảm đáng kể ở người có chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài việc gây tổn hại cho xương, thiếu ngủ còn khiến cơ thể không thể phục hồi những tổn thương này trước khi có tuổi. Nguy hiểm quá, các chị đừng bao giờ để mình mất ngủ nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn cách trị thoái hóa cột sống lưng mà thiên nhiên ban tặng. Những vị thuốc tự nhiên có sẵn là cách trị thoái hóa cột sống lưng tốt, bổ, rẻ. Tham khảo bốn bài thuốc dân tộc sau, biết đâu cơn đau bạn phải chịu sẽ cải thiện đáng kể. Cách trị thoái hóa cột sống lưng. Bốn cách sau là sự kết hợp của dược thảo thiên nhiên cùng kiến thức dân gian được lưu truyền đến giờ. Mật ong và bột quế. Cho 2 thìa mật ong, 1 muỗng nhỏ bột quế và 1 cốc nước nóng. Mỗi ngày uống 1 đến 2 lần vào sáng và tối. Tuy đây là bài thuốc phối từ 2 loại thuốc quý, nhưng không phải ai cũng dùng được. Trường hợp không nên áp dụng. Để an toàn hơn, bạn có thể dùng bài thuốc đắp ngoài, lấy mật ong pha với bột quế, cho thêm chút nước ấm thành hỗn hợp sền sệt, xoa nhẹ nhẹ vào chỗ bị đau. Mật ong và quế giúp tán hàn trừ thấp, giảm đau rất tốt trong nhiều chứng đau khớp mãn tính. Rễ trinh nữ. Trinh nữ chính là cây xấu hổ, dược liệu có tác dụng an thần, kháng viêm, làm dịu đau. Cách trị thoái hóa cột sống lưng phổ biến với các biểu hiện đau lưng, chân tay tê bại. Rễ trinh nữ rửa sạch, thái mỏng, tẩm rượu đem xào thơm còn 20-30g. Đem rễ đã xào thơm sắc với 400ml nước. Đến khi chỉ còn lại 100ml thì bắt ra, chia làm 2 để uống 2 lần trong ngày. Một cách khác là dùng phối hợp với 20g rễ cúc tần và 10g bưởi buông, 10g rễ đinh lăng và 10g cam thảo dây đem sắc như hướng dẫn. Phần rễ thừa do lấy nhiều nấu thành cao lỏng, pha thêm rượu để dùng dần. Đu đủ, mễ nhân sống. Đây là một món ăn dành cho người hay bị đau nhức do xương khớp thoái hóa. Lấy mỗi thứ 30g, rửa sạch, cho vào nồi, đổ thêm một chén nước, đun liu riu đến khi thấy mễ nhân chín mềm thì thêm ít đường trắng vào. Vừa là món ăn, vừa là bài thuốc lành tính, nhưng người bệnh phải dùng trong thời gian dài mới thấy tác dụng. Cây nhàu. Đây là loại cây ưa ẩm, thường mọc ven sông, suối ở các tỉnh Trung, Nam Bộ. Cây cao chừng 4-7m, thân nhẵn, lá mọc đối hình bầu dục. Quả nhàu da sần sùi, hình trứng, có da sần sùi. Xanh nhạt khi còn non và vàng nhạt lúc vừa chín. Đặc trưng của loại quả này là mùi nồng và cay. Cách trị thoái hóa cột sống lưng từ cây nhàu. Cách 1. Lấy 5 lạng rễ nhàu thái nhỏ, phơi khô, xào vàng, ngâm với 2 lít rượu 45 độ trong nửa tháng, uống 1 ly nhỏ trước bữa ăn. Cách 2. Sắc 200g quả nhàu già thành lát mỏng, ngâm với 2 lít rượu, mỗi lần lấy 20-30ml nước uống, một ngày uống 2-3 lần. Cách 3. Dành cho bệnh nhân phong thấp. Rễ cây nhàu, cây đau xương, thổ phục linh, rễ cỏ xước, mỗi loại 20g, cam thảo dây 6g đem sắc uống, chia thuốc uống làm 2-3 lần trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Khỏi bệnh viêm xoang,
sau hơn 40 năm khốn khổ nhờ bài thuốc đơn giản từ cây dao. Sau khi mổ vẹo vách ngăn, nguyên nhân dẫn đến viêm xoang tưởng chừng căn bệnh đã được giải quyết, nhưng bà Nga vẫn thường xuyên bị đau nhức. Cho đến khi xong mũi bằng cây dao thì bà đã khỏi hoàn toàn bệnh viêm xoang. Hơn 40 năm chịu những cơn đau nhức, bà Hoàng Thị Nga, 64 tuổi, trú tại phường Cự Khói, quận Long Biên, Hà Nội, không giấu được vui mừng khi chia sẻ về hành trình chữa bệnh viêm xoang của mình. Khi bà còn rất trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, bà đã phát hiện mình mắc bệnh viêm xoang. Bà vốn là một giáo viên, việc hàng ngày tiếp xúc với bụi phấn càng khiến cho căn bệnh viêm xoang ngày một nặng. Sau khi đi khám, bác sĩ xác định bà bị vẹo vách ngăn. Sinh xong con gái đầu lòng được hơn một năm, bà quyết định mổ. Sức khỏe tốt hơn nên thời gian đầu bệnh tình thuyên giảm, nhưng cứ trái gió trở trời là bà lại đau nhức mũi trái và chảy nước mũi nhiều hơn. Đỉnh điểm là năm 2013, toàn bộ mũi, mắt, răng hàm và nửa đầu trái của bà đau nhức. Căn bệnh tái phát khiến bà thường xuyên mất ngủ, ngại đi đến những nơi đông người. Đặc biệt, vào sáng sớm hoặc về đêm, bà thường xuyên ho, khạc, khiến người thân vô cùng lo lắng. Bà cũng lấy làm ái ngại với hàng xóm vì tiếng ho, khạc của mình mỗi khi bệnh tái phát. Sau đó, con gái đưa đi khám tại phòng khám, rồi xong các loại thuốc đông y, nhưng bà vẫn đau nhức, vẫn chưa chữa khỏi hoàn toàn được bệnh viêm xoang. Hàng ngày, để bớt đau nhức, bà thường xuyên tập thể dục và massage nhẹ nhàng bộ khuôn mặt, đặc biệt là quanh mũi để cơn đau dịu bớt đi. 5 lần 7 lượt điều trị, thay đổi thuốc vẫn không có hiệu quả. Nhiều lúc tuyệt vọng, bà tưởng chừng mình sẽ phải chung sống với căn bệnh viêm xoang suốt cuộc đời. Thì may mắn thay, tại căn phòng điều trị viêm xoang cùng bà, có một chú bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt cho bà cách chữa bệnh bằng cây quỳnh dao. Bà chia sẻ, tôi cũng đã từng đọc được cách chữa trị bệnh viêm xoang từ cây quỳnh dao trong cuốn tạp chí khoa học. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, bản thân mình chữa trị khắp nơi còn chẳng khỏi, nói gì đến việc sử dụng cây cối xung quanh để chữa bệnh, nên tôi cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi tôi nằm viện, trò chuyện với một bệnh nhân chung phòng, thì được chú Sơn, một đồng chí bộ đội đang công tác tại tỉnh Thanh Hóa, cũng mắc bệnh viêm xoang rất nặng, chia sẻ bài thuốc dùng cây quỳnh dao để chữa bệnh. Khi người nhà chú Sơn mang bình xông vào viện để cho chú xông, thì tôi có xin họ một ít cành dao cắt nhỏ về làm thử. Sau khi thấy hiệu quả thì tôi xuất viện và về nhà tiếp tục thực hiện bài thuốc. Nhanh chóng và khá bất ngờ, chỉ sau một tháng xong mũi bằng cây dao, bệnh viêm xoang của bà đã chấm dứt hoàn toàn. Những cơn đau nhức đã không còn, các triệu chứng khác của bệnh như chảy nước mũi, khó chịu ở cổ họng cũng đã được giải quyết tận gốc. Bí quyết chữa viêm xoang từ cây quỳnh dao. Có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa hai loại cây, kim dao và quỳnh dao. Thực chất, cây chữa bệnh xoang là cây quỳnh dao, thuộc họ xương rồng, không có lá và gai, có vị cay, hơi chua, tính mát, hơi có độc. Theo kết quả nhiều năm cho thấy, khoảng trên 90% người đã dứt bệnh xoang khi xong mũi bằng cây dao. Chính vì vậy, sau khi đã chữa trị thành công, bà Nga rất nhiệt tình và thường chia sẻ cách thực hiện bài thuốc hữu hiệu với mọi người xung quanh. Bà cho biết, hàng ngày tôi lấy khoảng 70-100g cây dao mới cắt còn nguyên mũ, sau đó rửa sạch, dùng một ấm nhỏ bằng sứ luộc chín ấm. Cắt nhỏ các đốt cây thành một nửa đốt ngón tay rồi thả vào ấm. Đặt ấm lên bếp, vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi sùng sục. Khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì bớt lửa nhỏ sao cho hơi vẫn còn bốc ra nhẹ ở vòi ấm. Nhấc ấm ra khỏi bếp, dùng một tờ giấy quấn thành một cái ống dài khoảng 30-50cm, một đầu to, một đầu nhỏ. Đầu to đặt vào vòi ấm, còn một đầu cho vào mũi để hít hơi xông lên. Khi nào nước nguội, tôi lại đặt lên bếp đun khoảng 5 phút rồi tiếp tục xông tiếp lần 2. Mỗi ngày tôi xông khoảng 2 lần, vào sáng, chiều. Mỗi tối tôi lại xông 2 lượt. 2 ngày đầu tôi xông mỗi lần 20 phút,
từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 mỗi lần 25 phút, sau đó xong 30 phút, mỗi lần và duy trì liên tục như vậy trong vòng 1 tháng. Khi bệnh đã khỏi, tôi xong cũng cố thêm vài lần, mỗi lần 45 phút rồi mới nghỉ hẳn. Bệnh tình của tôi giờ đã chấm dứt hoàn toàn. Chồng của bà Nga chia sẻ, vì nhựa của cây dao rất độc nên khi đi hái, tôi phải đeo găng tay để tránh bỏng da. Ngoài ra, lúc bà ấy xong, tôi cũng phải chú ý để tránh hơi xong tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh cho các cháu nhỏ lại gần. Thấy bệnh tình của bà ấy thuyên giảm, cả gia đình tôi mừng lắm. Vì điều trị viêm xoang bằng phương pháp này cần sự kiên trì và người bệnh cần thực hiện đúng như hướng dẫn thì mới có thể không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất nhiều người gặp khó khăn khi tìm loài cây quý này, nhưng bà Nga lại rất may mắn khi có hai người bạn cùng làm nghề giáo với bà trồng cây quỳnh dao tại sân nhà. Chính vì vậy, việc chữa trị bằng cây quỳnh dao của bà hết sức thuận lợi và hiệu quả hơn mong đợi. Giờ đây, sau hơn một tháng sử dụng đều đặn, dù thời tiết có thay đổi bất thường thì bà vẫn luôn vui vẻ bên gia đình vì không còn phải chịu những cơn đau nhức nữa. Bà Nga đã có thể yên tâm ăn ngon, ngủ ngon, sức khỏe của bà ngày càng tốt hơn. Bà cũng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi giao tiếp với mọi người xung quanh vì không còn thấy khó chịu nơi cuống họng và không phải khụt khịt mỗi khi trò chuyện. Chia sẻ với phóng viên, lương y võ sư Nguyễn Hùng, chủ biên blog Sức Khỏe, một sáng lập ra hệ thống thế giới đông y với hơn 35 năm nghiên cứu và thực hành về đông y cho biết, tuy khoa học chưa chứng minh chính xác công dụng chữa bệnh viêm xoang của cây dao, nhưng theo khảo sát từ những bệnh nhân đã sử dụng phương pháp xông mũi bằng cây dao, thì có đến 90% bệnh nhân đã chữa khỏi bệnh hoàn toàn nhờ cách chữa bệnh này. Gia đình ông bà Trần Ngọc Đảnh, Trần Thị Kim Phúc ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh có con trai bị viêm xoang từ năm 10 tuổi. Suốt nhiều năm điều trị ở khắp các bệnh viện nhưng bệnh vẫn không thiên giảm. Nhờ bài thuốc xông mũi bằng cây dao, bệnh xoang của con trai ông bà đã được chữa trị. Hiện anh đang công tác tại Úc. Thời tiết vào mùa đông tại Úc khá khắc nghiệt nhưng bệnh xoang vẫn không tái phát. Điều này càng giúp chúng ta khẳng định được công dụng tuyệt vời của cây dao. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.